Còn thả rông trước khi đi ngủ để cho nó phát triển. Thả em thả, oh. em thả. Thì bạn gái mình toàn sờ ngực mình. Cứ để cho bọn gái nó sờ thì ngực nó tự khắc nó to lên. Em tự bóc của em chị ạ. Tập gym nhiều. Là lùn thì nó lùn được ngực thôi. Vinasoy luôn đồng hành cùng các bạn. But first, let me take a selfie. Em nghĩ là mình cứ ở gần con trai nhiều ấy ạ. Vừa đây ăn kì bánh ăn này này có ăn có ăn. Ừ, bị vô sinh nhưng mà em cứ thêm một độ phụ trông to đã. Chắc cái đấy thì để em về em phải hỏi bạn gái em đã xem nó cần to cái chỗ nào. Để hỏi bạn trai em. Đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai. Mông. Mông lung như một trò đùa. Anh xin ra tay rút lui thôi. Cái nghĩa là vùng kín. Chim. Hop đi chim. Hop cho mặt trời hồng quê ta. Thường thì người ta bẻ cái thứ gì thì người ta muốn thứ đấy to ra chị ạ. Thế em bẻ thứ gì? Thứ nào mà em to ấy. Như vậy thật ư? Đéo tin. Tất nhiên là ngực rồi. Và em chỉ mong có thêm một ít đôi núi chập trùng. Chẳng cần to đâu, chỉ mong vậy thôi để em đủ dùng. Em chắc là cũng đầy đủ hết rồi, em chỉ mong em cao lên nữa. Em thẳng tay to để tát thẳng vào em. Phần giữa. Em sẽ chọn mông. Em thà lép ngực còn hơn là lép mông. Cái gì của em cũng to nên là em cũng chưa biết chọn cái gì.